Chào mừng quý vị đang theo dõi trên kênh tin tức 24 giờ của chúng tôi. Chúc quý vị có một ngày mới thật vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ những bản tin hay, hấp dẫn trên kênh của chúng tôi. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi. Bằng Kiều khẳng định Như Quỳnh đã bị vắt kiệt và bào mòn tại Việt Nam, sự thật thế nào? Mới đây, ca sĩ Bằng Kiều đã gây sốc khi tiết lộ sự thật về việc Như Quỳnh bị vắt kiệt và bào mòn tại Việt Nam. Anh trả lời trên Zing. Kể từ khi về Việt Nam, theo tôi, Như Quỳnh đã tham gia những chương trình chưa đủ chất lượng về nhiều thứ. Những ca sĩ ở hải ngoại về Việt Nam vốn đã có nhiều áp lực, Như Quỳnh lại không nhận được sự hỗ trợ tích cực từ những cộng sự đã chọn nên mới vậy. Như Quỳnh khi trở về Việt Nam đã không gặp được những nhà sản xuất đặt tính nghệ thuật lên đầu, cô ấy bị một ekip bào mòn để kiếm tiền. Nhiều nhà sản xuất âm nhạc tại Việt Nam chỉ hướng tới mục đích thương mại mà quên đi yếu tố chất lượng và cảm xúc của nghệ sĩ. Họ không hỗ trợ tối đa sự thăng hoa trên sân khấu cho nghệ sĩ. Liệu Như Quỳnh có thực sự bị bào mòn tại Việt Nam như lời Bằng Kiều nói hay không và hậu quả của nó như thế nào? Lịch trình dày đặc và áp lực công việc lớn khiến sức khỏe xuống dốc. Từ tháng 11 năm ngoái 2017, công chúng đã háo hức trước thông tin live show Như Quỳnh lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 1 năm 2018. Bởi vậy, vào ngày 4 tháng 1, rất nhiều người hâm mộ đã ra tại sân bay để đón danh ca Bolero trở về sau nhiều năm xa cách. Mọi người mong chờ từng ngày để được thưởng thức giọng hát đẹp mùi mẫn của cô. Thế nhưng, việc đầu tiên Như Quỳnh làm khi về nước không phải là nghỉ ngơi hay luyện thanh để chuẩn bị cho live show sắp diễn ra. Cô lập tức bị cuốn vào guồng công việc khi liên tục bị đẩy đi gặp gỡ truyền thông, báo chí và ngồi làm huấn luyện viên game show. Công việc của một huấn luyện viên chương trình truyền hình thực tế rất vất vả và áp lực. Người huấn luyện viên vừa phải quan tâm chăm sóc các thí sinh, dàn dựng tiết mục, làm việc với ekip sản xuất, lại vừa phải ghi hình để lên sóng. Lịch quay hình thường rất sát nút và dày đặc, đôi khi phải kéo dài tới đêm muộn hoặc gần sáng là chuyện bình thường. Với Như Quỳnh, áp lực về thời gian càng lớn hơn vì thời gian visa của cô chỉ có hạn và phải ghi hình thật nhanh để trở về Mỹ. Đối với những huấn luyện viên quen thuộc như Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh, việc tham gia game show vốn đã là một công việc đòi hỏi nhiều thời gian, sức lực. Như Quỳnh mới từ nước ngoài trở về, chưa kịp làm quen với khí hậu, thức ăn và văn hóa, cũng như chưa từng có kinh nghiệm ngồi ghế nóng, đã phải lao vào làm huấn luyện viên với cường độ làm việc như vậy, chắc chắn sẽ rất căng thẳng. Chính Như Quỳnh khi ngồi ghế nóng đã không ít lần phải lên tiếng xin khán giả bỏ qua cho mình vì những thiếu sót trong lần đầu tiên làm huấn luyện viên trên sóng truyền hình. Hơn nữa, Như Quỳnh lại là người cầu toàn và muốn trọn vẹn mọi thứ. Cô tự khiến bản thân vất vả hơn khi lo lắng chuẩn bị cho thí sinh từ bộ quần áo tới ăn uống đi lại. Với cường độ làm việc lớn và liên tục như vậy, điều kiện sức khỏe của Như Quỳnh khó có thể đảm bảo một cách tốt nhất. Không ít lần khán giả phải lo lắng khi chứng kiến những biểu hiện lạ của Như Quỳnh trên ghế nóng. Trong một số cảnh quay, Như Quỳnh dường như không kiểm soát được cơ mặt, thường xuyên bị căng cứng và giật về một bên. Phần cổ của Như Quỳnh cũng liên tục bị giật và rụt phía sau, giống như chứng rối loạn trương lực cơ. Điều này cho thấy sức khỏe của cô đang có nhiều vấn đề bất ổn nhưng vẫn phải cố ngồi ghi hình mà không được nghỉ ngơi đúng lúc. Trong khoảng thời gian ngắn kéo dài 3 tuần, Như Quỳnh vừa phải tham gia game show, vừa tập luyện gắt gao cho live show riêng của mình. Đây thực sự là khối công việc lớn và quá sức đối với một nghệ sĩ gần 50 tuổi như cô. Hình ảnh tuột dốc, đánh mất phong độ. Như Quỳnh được biết đến là một trong những nữ ca sĩ Bolero thành công nhất nền nhạc Việt, từng được gọi là Hoa hậu Bolero. Như Quỳnh sở hữu thành sắc vẹn toàn với lượng người hâm mộ đông đảo và phủ sóng từ trong ra ngoài nước. Ở nước ngoài, cô được trau chuốt kỹ càng về hình ảnh nên luôn giữ được ấn tượng đẹp trong mắt công chúng. Nhưng đến khi về Việt Nam, hình ảnh đẹp đó đã ít nhiều sụp đổ vì guồng quay quá nặng của công việc và thói quen ăn xổi của nhà sản xuất. Như Quỳnh ở Việt Nam không còn được coi là nghệ sĩ mà bị biến thành hình tượng giải trí đơn thuần. Cô phải tham gia nhiều hoạt động bên lề, kể cả game show, phải thể hiện bản thân mọi lúc mọi nơi và xuất hiện ngập tràn trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Giữa lúc sức khỏe kém ổn định, cô vẫn phải làm việc, ngồi trên ghế nóng để ghi hình, chẳng khác nào một idol trẻ tuổi.
Ở độ tuổi của Như Quỳnh, cô chỉ cần đứng một chỗ để hát là quá đủ để khán giả mê lòng. Nhưng không, Như Quỳnh vẫn phải nhảy cùng vũ đạo đến mệt lả người, mồ hôi, nhễ nhại. Trong khi đó, thời gian diễn ra live show lại kéo dài quá lâu, từ 8 giờ tới 12 giờ đêm, càng khiến Như Quỳnh trở nên kiệt sức. Lịch trình làm việc dày đặc, không được nghỉ ngơi và sự lên xuống thất thường về cân nặng đã khiến giọng hát Như Quỳnh yếu đi đột ngột. Cô hát thường xuyên hụt hơi, đứt gãy, legato, chuyển giọng thiếu mượt mà và lộ rõ các trà sát trong thanh quản. Bình thường, phần palato bỏ nhỏ và luyến giọng trên live voice của Như Quỳnh rất đẹp và ngọt. Nhưng trong live show đầu năm, cô gần như mất kiểm soát ở hầu khắp các đoạn hát liên mạch và chênh phô khá nhiều. Đây chính là hậu quả của việc phải hát và trình diễn theo lối công nghiệp, không chú trọng tới chất lượng, sức khỏe của ca sĩ. Không những vậy, hệ thống âm thanh trong live show của Như Quỳnh còn bị đánh giá không tốt, lúc to lúc nhỏ, ít reverb, khiến ca sĩ hát bị mệt và không che được khuyết điểm giọng hát. Phần sân khấu lại càng bị chê dữ dội vì cách bài trí đơn giản, thiếu concept. Đến khách mời hát chung cũng chỉ là những ca sĩ danh tiếng chứ không hề hòa hợp với Như Quỳnh, trừ Mạnh Đình, Trường Vũ. Chính những yếu tố trên đã khiến hình ảnh Như Quỳnh tuột dốc trong lòng khán giả. Không ít người tỏ ra thất vọng vì giọng hát của cô ở ngoài không rỗng trong đĩa. Một số ý kiến lại chê trách nhà sản xuất, live show, dàn dựng sân khấu nghèo nàn, hệ thống âm thanh lỗi, không xứng tầm với danh ca bolero như cô. Như vậy, đúng như lời Bằng Kiều nói, Như Quỳnh đã bị bào mòn về cả sức lực, giọng hát tới hình ảnh trong lần trở về làm live show tại Việt Nam. Ở những lần sau đó, sức khỏe Như Quỳnh đã tốt hơn và dần lấy lại phong độ. Không ít khán giả đã phải bất ngờ trước một màn hát live của cô vào tháng 7 vừa qua. Rõ ràng, nếu được nghỉ ngơi và chuẩn bị tốt về điều kiện biểu diễn, Như Quỳnh vẫn đủ sức khiến công chúng phải say mê giọng hát của mình. Thật đáng tiếc khi trong lần đầu tiên làm live show tại Việt Nam, cô lại bị bào mòn và vắt kiệt vì chọn sai ekip. Như Quỳnh gây thất vọng khi hát Duyên Phận trên sóng truyền hình. Tối 17 tháng 5, đêm chung kết chương trình Thần Tượng Bolero 2018 đã chính thức lên sóng và được truyền hình trực tiếp với nhiều tiết mục hấp dẫn chưa từng có. Tại đêm thi này, chỉ còn lại duy nhất 4 thí sinh là Thúy Anh, Thanh Lan, Yuki Ánh Bùi, Duy Cường. Trong đó, Yuki Ánh Bùi là thí sinh đã bị loại và được quay trở lại nhờ sự bầu chọn của khán giả. Hit lớn đầu tiên của Như Quỳnh tại Thúy Nga được lên sóng. Trong vòng thứ nhất của đêm chung kết, 4 thí sinh tới từ 3 đội sẽ phải thể hiện một tiết mục trình diễn đơn ca. Thúy Anh đội Quang Lê là thí sinh trình diễn đầu tiên với liên khúc Người đi ngoài phố khi đã yêu. Thúy Anh là một trong những thí sinh gây tranh cãi nhất Thần Tượng Bolero năm nay khi cô hát Bolero với phong cách khá giống Lệ Quyên. Tuy nhiên, đây cũng là thí sinh có nhiều nỗ lực. Cô đã giảm được 10 cân trong vòng 3 tháng và chuyển từ ca sĩ thính phòng sang hát bolero ngọt ngào. Ở phần trình diễn trong đêm chung kết này, Thúy Anh đã trổ tài thính phòng của mình khi tung hết voice G5 mượt mà chắc chắn. Duy Cường, chàng tiến sĩ 9X của đội Quang Lê thì vẫn giữ được sự mùi mẫn của mình trong liên khúc Xót xa áo em chưa mặc một lần. Yuki Ánh Bùi, đội Như Quỳnh là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong chương trình nhưng lại sở hữu lượng fan đông đảo nhất. Cô bé 19 tuổi này đã bị loại nhưng lại quay trở lại do lượng bình chọn quá đông. Tại đêm chung kết, Yuki Ánh Bùi trình diễn ca khúc Khuya Nay Anh Đi Rồi với sự từng trải và trưởng thành. Cô được đánh giá là hội đủ các yếu tố để trở thành ngôi sao bolero. Cuối cùng, Thanh Lan, đội Quang Lê, trình diễn ca khúc Hoa Tím Người Xưa. Đây là ca khúc đầu tiên Như Quỳnh ghi hình cho Thúy Nga Paris By Night vào năm 1996 tại Canada. Sau phần trình diễn này, Quang Lê có nói, Như Quỳnh có biết rằng từ đầu chương trình tới giờ tôi luôn nhớ về Như Quỳnh nên mới chọn bài Hoa Tím Người Xưa. Đây là bài hát đầu tiên Như Quỳnh ghi hình tại Pháp, Như Quỳnh luôn là nguồn cảm hứng bất diệt của tôi. Tiếp đó, Quang Lê chia sẻ, tôi rất hạnh phúc, cảm xúc của tôi đang rất dâng trào, mỗi em ở đây đã là quán quân với tôi rồi, chắc chắn khán giả đang yêu thương 4 em rất nhiều. Về phía Ngọc Sơn, anh đánh giá cao nỗ lực tập luyện của các thí sinh. Anh nói, các em đã đạt được giá trị cao nhất, giá trị đó được trả bằng sự nỗ lực và đam mê.
Còn Như Quỳnh cũng không tiếc lời khen ngợi, phải nói là các bạn quá tuyệt vời, các bạn đã chọn những ca khúc đi sâu vào lòng người. Tôi hãnh diện vì bốn bạn đều có màu sắc, âm thanh, giai điệu sâu sắc, tình cảm. Như Quỳnh mất giọng trầm trọng khi hát Duyên Phận. Tới vòng thứ hai, các thí sinh sẽ được trình diễn tiết mục song ca với chính huấn luyện viên của mình. Tiết mục được khán giả mong chờ nhất chính là màn song ca của Như Quỳnh và Yuki Ánh Bùi với liên khúc Duyên Phận Vùng Lá Me Bay. Đây là lần đầu tiên Như Quỳnh hát hit lớn Duyên Phận trên sóng truyền hình. Tuy nhiên, càng mong đợi bao nhiêu thì khán giả lại có phần thất vọng bấy nhiêu vì Như Quỳnh mất giọng khá nặng. Nguyên nhân có lẽ do thời gian gần đây Như Quỳnh đi sâu khá nhiều nên sức khỏe không đảm bảo. Cô hát Duyên Phận khá khó khăn, không giống như bản ghi hình tại Thúy Nga. Nhiều phần luyến láy Như Quỳnh thực hiện bị chênh phô và cô không cần trôn được giọng cũng như làn hơi một cách mượt mà như trước. Và vì Duyên Phận không dễ hát nên học trò Yuki Ánh Bùi của Như Quỳnh cũng phải đánh vật với nó. Vậy nhưng Như Quỳnh vẫn cố gắng hoàn thiện phần trình diễn của mình và kết thúc một cách nhuần nhuyễn. Học trò Ngọc Sơn đăng quang. Tới cuối chương trình, danh hiệu quán quân thần tượng Bolero 2018 đã được công bố. Đó chính là tiến sĩ 9X Duy Cường, học trò của đội Ngọc Sơn, với số phiếu bình chọn lên tới 43,7%. I'm so